vị quan họ Trần nổi tiếng lỗi lạc. Ông được bổ nhiệm làm quan huyện ở nhiều vùng khác nhau và đến đâu cũng được người dân yêu mến. Đại nhân mới đến nhậm chức lại không cho người thông báo trước. Người ở phủ huyện không kịp nên đón gì cả. Sư gia đã theo ta nhiều năm còn chưa hiểu tính ta sao. Từ trước tới nay ta đâu có câu nệ những tiểu tiết vặt vảnh này. Ta đến nhậm chức còn chưa làm gì giúp người dân vùng này Làm sao có thể rình ràng để mọi người đón rước được Đại nhân thanh liêm chính trực Bao nhiêu năm nay đi đến đâu cũng tạo phúc cho dân Lần này được cử làm quan huyện ở đây Người dân ở huyện này từ nay sẽ được nhờ rồi Sư gia tôi đi theo đại nhân cũng học được rất nhiều điều Bẩm đại nhân, có người tới thư kiện à Ta chỉ vừa mới tới, đã có người tới thư kiện rồi sao xem ra cuộc sống của người dân vùng này không mấy an ổn được rồi ngươi cho người đó vào công đường để ta hỏi chuyện dạ kẻ dưới công đường kia có chuyện gì mà tìm đến cửa quan nhà ngươi không nói được sao vậy nhà ngươi có biết chữ không không nói được cũng không biết chữ ta làm sao hỏi chuyện ngươi được nhà ngươi có người thân chứ vậy được rồi ngươi hãy dẫn người thân của mình đến đây người thân của ngươi hẳn là sẽ biết được chuyện ngươi muốn thừa kiện ngươi như vậy là sao không muốn đưa người thân tới đây ư ta không hỏi chuyện ngươi được chỉ có thể thông qua người thân mới biết được chuyện của ngươi thôi nên nhất định ngươi phải dẫn người đến đây mới được thế này đi ta sẽ để gia sư cùng với một lính lệ đi cùng ngươi về nhà, đón người nhà ngươi tới đây. Như vậy được rồi chứ? Đây là nhà người thân của ngươi sao? Được rồi, vậy ngươi hãy gọi người trong nhà ra đây. Thằng đến này, mày lại đến đây làm gì? Vẫn muốn ăn vạ à? Người ăn mày này có phải là người nhà của anh không? Thì ra là người của quan phủ sao? Tôi không quen biết gì thằng ăn mày rách rưới này cả các vị đã tìm nhầm người rồi. Lý nào lại như vậy, chính anh ta đã dẫn chúng ta đến đây mà. Các ngài lại nghe thằng ăn mày điên này đến tìm tôi như thế này là làm phiền tôi đó. Cả vùng này ai mà không biết nó bị điên chứ. Tốt nhất là các ngài cứ kể nó là hơn. Thế là thế nào? Đây không phải là người thân của anh, nhưng sao anh lại đưa ta đến đây? Đây thật sự là người thân của anh sao? Nếu đã vậy, thì sao anh ta không nhận? không lẽ còn ấn tịnh gì sao? sư gia mới đến nên không biết tên ăn mày này cứ cách vài năm lại đến phủ huyện đòi thư kiện đấy ạ. À. sao lại như vậy? tôi làm lính lệ ở đây nhiều năm nên cũng quen mặt hắn. mỗi khi có vị quan mới đến nhậm chức là hắn lại đến cáo trạng, nhưng hắn không biết nói cũng không biết chữ, không thể nói ra chuyện của mình được. còn người vừa nãy lần nào cũng nói mình không có quan hệ gì với gã ăn mày này mấy vị quan trước cũng đều nói là tên ăn mày này bị điên rồi đuổi khỏi công đường vậy là xong chuyện chuyện này thật kỳ lạ nếu hắn bị điên thì làm sao có thể kiên trì muốn đến cửa quan kêu oan và làm sao lần nào cũng tới đúng nhà này để nhận thân thích chứ chắc chắn phải có nguyên do nào đó hơn nữa ta thấy biểu hiện của hắn chỉ là không thể nói chuyện chứ không giống một kẻ điên ta phải tìm hiểu rõ chuyện này Anh muốn đưa chúng tôi tới nơi khác sao? Được, vậy chúng ta đi. Trời ơi, Lê Nghĩa, sao cháu lại tới đây? Chào cụ ạ. À. Chẳng hay cô biết người ăn mày này sao ạ? À? Các cài là người của phủ huyện sao? Dạ phải, tôi là sư gia của huyện phủ, vừa theo quan huyện mới được bổ nhiệm tới vùng đất này. Khi nãy, người ăn mày này đã tới phủ huyện dường như là muốn kêu ăn, nhưng cậu ấy không nói được cũng không biết chữ nên quan huyện đã cử tôi đi cùng cậu ấy để tìm xem có ai biết rõ về cậu ấy hay không à, chuyện âm ức của cậu ấy dài lắm xin cụ hãy kể cho tôi biết biết đâu quan huyện mới có thể giúp được cậu ấy cậu ấy tên là lê nghĩa sinh ra trong một gia đình giàu có nhất làng này nhưng từ khi sinh ra thì nó bị câm không thể nói chuyện. Cậu ấy còn có một người anh trai tên là Lê Toàn. Sau khi bố mẹ mất, Lê Toàn đã đuổi Lê Nghĩa ra khỏi nhà rồi chiếm hết tài sản. Lê Nghĩa không nơi nương tựa, chỉ có thể đi ăn mày xin sống qua ngày. Cậu ấy đã đến cửa quan thư kiện, nhưng vì không thể nói chuyện. Lê Toàn kia là đúc lót cho quan nên không có vị quan nào dễ oan cho Lê Nghĩa được. Hơn 10 năm nay, Lê Nghĩa phải sống cảnh ăn xin đầu đường xó chợ. Lại có kẻ ác nhân tàn nhẫn với chính em ruột của mình như vậy sao? Theo lời của cụ già nói thì người ăn mày Lê Nghĩa này quả thật là đáng thương. Tôi đã đưa cả hai người họ tới đây, đang chở công đường. Chỉ có đại nhân mới giúp được Lê Nghĩa lấy lại công bằng. Hơn 10 năm ăn xin lang thành, cậu ấy đã phải chịu đựng quá nhiều. Tên Lê Toàn kia lại càng đáng hận. lập tức thăng đường, ta sẽ phải xử tội tên Lê Toàn theo luật. Lê Toàn, người ăn mày này là em trai của người, tại sao ngươi không chăm lo mà lại để em mình làm ăn xin? gia ờ, dạ, bẩm đại nhân, tiểu nhân không có quan hệ gì với thằng ăn xin này hết á, hắn không phải là em trai của tiểu nhân. ngươi lại còn chối sao? ta đã cho người đi dò hỏi kỹ người ăn mày này chính là lê nghĩa em trai ruột của người dạ bẩm đại nhân oan cho tiểu nhân quá cha mẹ tiểu nhân sinh được hai người con á tiểu nhân quả thật còn có một người em trai nhưng nhiều năm trước đã qua đời rồi danh sách ở huyện nhà cũng đã có chứng tử cho em trai tiểu nhân tên ăn mày này á thấy người sang bắt quàng làm họ thôi ạ à. người nào nói hắn có quan hệ với tiểu nhân á thì đích thị là do ghen ghét nên dựng chuyện để hại tiểu nhân thôi xin đại nhân minh xét cho Chuyện này là sao? Tên Lê Toàn này sống chết không chịu nhận thân thích. Ta làm sao để tội hắn đi? Lê Nghĩa không biết nói, cũng không biết chữ. Không thể tự biện giải được cho mình. Xem ra chúng ta không thể làm gì tên Lê Toàn này được rồi. Lê Nghĩa là người thành thật. Chẳng nhẽ ta lại không có cách nào để giúp cậu ấy đòi lại công bằng sao? Tôi đã tra lại sổ sách của huyện Đúng là sổ sách có ghi là nhà họ Lê có hai con trai là Lê Toàn và Lê Nghĩa, nhưng Lê Nghĩa đã được báo tử từ hơn 10 năm trước. Người đã chết hơn 10 năm trước, làm sao đến nay lại vẫn còn sống để đến kêu oan được? Lê Toàn kia quen thói đúc lót. Hẳn là quan huyện khi đó đã bị hắn mua chuột để làm giả hồ sơ. Ta nhất định sẽ không để cho Lê Toàn đó đắc ý. Ta đã có cách rồi đã nhưng nghĩ ra cách rồi sao ta nhất định có thể lấy lại công bằng cho lê nghĩa thật phải sao ạ Đây quả đúng là tin vui sư gia mau cho người đi gọi lê nghĩa tới đây ta có việc phải bàn bạc với cậu ấy dạ vâng tôi sẽ đi ngay ạ à. lê nghĩa ta đã nghĩ ra cách có thể giải oan cho ngươi rồi chà đường phố hôm nay đông đúc quá. thằng đánh này, mày dám đánh tao à? này này không được đánh người, sao lại đánh người thế hả? tao sẽ kiện mày liên quan cho mày tù ruột xương, xem mày còn dám ra tay đánh người nữa hay không. và bẩm đại nhân, thằng ăn mày này hành hung tôi giữa đường, nếu không có người dân ngăn cản thì chắc là nó đánh chết tôi mất ạ. À? mong đại nhân trị tội nó. Lê Nghĩa, sao ngươi dám hành hung người khác? Đây là tội nặng ngươi biết không? Không nói được, cứ ú ớ như vậy, ta làm sao hiểu được? Ta vừa mới đến nhậm chức, mà ngươi đã dám gây rối rồi, rõ là không có quan huyện ta đây ra gì. Có phải ngươi nghĩ ta sẽ dung túng cho ngươi làm bẫy không hả? Ôi, ôi, đại nhân, cứu tôi, hắn lại lên cơn điên rồi. Lê Nghĩa mau dừng tay, Người đâu? Ngăn tụi ta lại! Lê Nghĩa to gan, ngay tại công đường mà ngươi còn dám làm càng. Ngươi thật không coi ta ra gì. đại nhân, ngài phải xử tội thật nặng nó mới được, để thằng ăn mày này trừ cái tật côn đồ đi. Ta tất nhiên sẽ không bỏ qua cho kẻ dám làm loạn công đường. Tiếc là hắn chỉ là một kẻ ăn mày bình thường. Ta có trách phạt thì nhiều nhất cũng chỉ phạt hắn 50 gậy rồi đuổi về. Nếu hôm nay hắn là em trai người mà lại dám đánh anh ruột giữa ban ngày ban mặt như thế, thì sẽ là tội nặng. Ta không chỉ đánh đòn, mà còn hạ lệnh đầy đi biên ngải để răng đe những kẻ khác. Đại nhân, ngài nhất định phải đầy nó ra biên ngải à. Nó đúng là em ruột của tôi á. À. Người nói sao? Dạ bẩm đại nhân, Nguyên là cha mẹ tôi sinh được hai anh em. Tôi là anh, Lê Nghĩa là em. Nhưng Lê Nghĩa từ khi sinh ra đã bị câm, lại có tính hung hăng. Trước đây cha mẹ tôi còn sống, vẫn thường nuông chiều nó, nên càng làm nó có tính không sợ trời không sợ đất. Đại nhân cũng thấy nó hóng hết thế nào rồi đó, ngài nhất định phải trị tội nó thật nặng, cho nó chưa cái tật đánh người đi. Hóa ra, Lê Nghĩa đây đúng là em trai người, vậy thì ta nhất định không thể bỏ qua rồi. Vâng, đại nhân cứ thẳng tay cho nó ra biên cương lạnh giá để răng đe kẻ khác à. Lê Toàn, tình lòng lan giả sói này, hôm nay ta nhất định sẽ phải trừng trị ngươi. Hơ, đại nhân, ngài nhầm rồi à? á. Kẻ đáng bị trừng trị là thằng Tranh Lê Nghĩa hung ăn này chứ không phải tôi. Lần trước ta hỏi chuyện, người nói Lê Nghĩa là ăn mày không có quan hệ gì với người. Nếu không phải ta nghĩ ra kế để Lê Nghĩa cố tình gây sự khiến người kiện hắn, lại gạt ngươi chuyện nếu em ruột đánh anh sẽ bị đầy ra bi ngải thì chắc hẳn người sẽ không bao giờ thừa nhận lê nghĩa chính là em ruột của người đại nhân chuyện này Lê Nghĩa là em trai ngươi Vậy mà sau khi cha mẹ qua đời Ngươi nhẫn tâm lấy hết tài sản Rồi đuổi Lê Nghĩa ra khỏi nhà Hơn 10 năm qua Lê Nghĩa phải làm ăn mày sống lang thang đầu đường xó chợ Bữa đói bữa nộ Cậu ấy phải sống khốn khổ bao nhiêu năm nay Chẳng nhẽ người làm anh trai như người nhìn thấy Mà không có chút động lòng Không có chút khổ thẹn nào sao Người đối xử tàn ác với em trai mình như vậy Không sợ cha mẹ ngươi dưới suối vàng Sẽ không nhắm mắt sao Đại nhân, đại nhân Ta không thể dung thứ cho hành động của người Giờ ta cho ngươi hai lựa chọn Thứ nhất là chia một nửa tài sản cho Lê Nghĩa Thứ hai là ta sẽ phạt ngươi tội ngược đãi và chiếm đoạt tài sản Ngươi chắc chắn sẽ ngồi tù không dưới 10 năm Đại nhân, xin ngài khai ân Tôi sẽ lập tức chia một nửa tài sản cho Lê Nghĩa Xin đại nhân tha tội cho tôi Được, ta sẽ cho người đến nhà ngươi kiểm kê tài sản Ngươi phải thành thật khai báo tất cả số tài sản mà ngươi có. Nếu có hành vi che giấu, ta sẽ phạt nặng. Vâng, vâng, à, tôi xin nghe theo lệnh đại nhân ạ. À. Kể từ nay, ngươi có thể sống yên ổn được rồi. Nhờ tài trí của mình, quan huyện đã nghĩ ra diệu kế, giúp cho người ăn mày cầm Lê Nghĩa lấy lại được công bằng. Nhân dân trong vùng biết chuyện, ai nấy đều thán phục vị quan huyện nhân nghĩa sản suốt hãy like comment subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé